Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật xin chào toàn thể các bác. Và hôm nay em Thắng lại xin giới thiệu với các bác, em vừa về được một đôi loa đến từ Mỹ và một con âm ly đến từ Mỹ. Thì em đi vào chi tiết để xin giới thiệu các bác đôi loa hôm nay em về là đôi loa AL2AX và một chiếc âm ly cũng đến từ Mỹ 500TX các bác nhé. Và cả hai món đồ hôm nay em về thì đều là hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc để phục vụ các bác nghe những cái dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc trước 575 như những cái ca sĩ thể hiện này: Duy Khánh, Chế Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ, chất âm ra nhất là mộc mạc và cực kỳ nhà hay. Và tầm tiền từ đôi loa cho đến chiếc âm ly thì nhất là phải chăng. Em cũng đi vào chi tiết để xin giới thiệu với các bác. Và nói chung với các bác thì tiền nào của đấy, đồ đẹp thì giá thành nó đắt lên một tí, và đồ xấu thì tất nhiên nó phải rẻ đi một chút. Và em cũng đưa máy lại gần để xin giới thiệu các bác này. Như đôi loa AL2AX đến từ Mỹ này thì em về với tình trạng đẹp không tì vết, đẹp xuất sắc, và sở hữu một con bát 25cm, bát bánh bò và chung bông tép phím, em về còn rất đẹp. Đây, từ tuyến thùng này em đưa máy lại gần để cho các bác nhìn. Và sau đây em cũng đi về bên sau để xin giới thiệu các bác. Dù đôi loa hôm nay em Thắng về thì vẫn còn nguyên đầy đủ, giấy khai sinh bên sau cũng còn nguyên. Và xin giới thiệu các bác, em cũng bắt thêm hai cái cặp để các bác cắm bắp chuối cho nó dễ. Đây, đây em cũng luôn cắm bắp chuối đây. Đôi loa AL2AX này thì em về với tình trạng nhà mặt cây đít cây các bác nhé. Đây, đít cây. Thùng thì gỗ lạng, gỗ sồi lạng, cực kỳ đẹp. Và em chả biết là gỗ sồi hay gỗ ốc chó, em nhìn thấy gỗ ốc chó, cực kỳ đẹp. Đây là chiếc bên trái, còn đây sang chiếc bên phải. Đấy, em đưa máy cực kỳ chậm để cho các bác nhìn. Đôi loa này em về với tình trạng là tuyến loa nhất đều, vuông thành chắc cạnh đấy các bác. Từ vân, vân cũng đều tâm tắc. Và tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu với các bác, em đương ghép với một con âm ly 500TX cũng đến từ Mỹ và một con đầu tách 25 trơn. Thì con âm ly này em về, em đưa máy lại sát để đi giới thiệu các bác này. Giải đài AM FM thì lên đến 108 và vẫn còn bắt nhất là tốt. Đây em cũng vặn sang FM để cho các bác nghe. Đấy, bắt nhất tốt. Và đây con âm ly 500TX này thì em về mặt mũi không lông mèo lông chuột, đây lút vẫn còn sáng bóng này các bác này. Đấy em đưa máy xa xa để các bác nhìn, đấy vẫn còn ánh ngọc trai luôn, tem cờ vẫn còn nguyên. Con này thì chạy 4 sò Motorola trừ 5 các bác nhé, vẫn còn bao zin tuyệt đối cho các bác. Và có công suất là từ 240 cho đến 320 là công suất watt và sở hữu điện 100V. Đấy, em quay sơ sơ các bác này, mặt vẫn còn hồng rực luôn, tem cờ vẫn còn nguyên. Đây các cái nút này vẫn còn trắng tinh này các bác này. Và tiếp theo đến con đầu tách 25 trơn
Con này thì em về với tình trạng cực kỳ nhỏ hoàn hảo, đẹp xuất sắc, mặt nhôm nguyên khối, màu gold, khiển zin, dây nguồn zin. Em quay cho các bác xong lông mèo lông chuột. Tay điều khiển em vẫn để trên. Và em đi về đằng hậu bên sau của con đầu và con âm ly. Con đầu tách 25 trơn này thì sở hữu một đường côn xoan để các bác nếu đánh với âm ly có đường côn xoan, các bác kết nối đường côn xoan và một đường optical đường lai ra đấy ạ sang một con đầu khác và có đường ba lăng và đường CD và chạy điện AC 100V các bác nhé. Con này thì vẫn còn đẹp xuất sắc, không lông mèo lông chuột. Là em đưa máy cận cảnh cho các bác nhìn. Và tiếp theo đến con âm ly Vixer 500TX. Con này thì chạy 4 sò Motorola, chạy điện AC 100V và trở kháng của điện thì từ 50Hz đến 60Hz và có công suất là từ 240 đến 320 VA và trở kháng là 8 ohm. Con này thì đánh được rất nhiều dòng loa cổ, nhất là loa AL thì đánh chất âm ra nhất hay các bác nhé. Đây em cũng lắp mà 4 cái đầu để cắm bắp chuối cho nó dễ sở hữu, cho nó không chập vào nhau. Còn này nguyên bao zin bao xịn cho các bác. Đây 4 sò Motorola này. Và sau đây thì em cũng báo giá cho các bác và em cũng nói luôn với các bác là tiền nào của đấy. Như hàng của em thắng thì hàng tuyển chọn thì giá thành lúc nào nó cũng đắt hơn một chút. Thì em cũng xin báo giá luôn cho các bác như đôi loa AL2 AX đến từ Mỹ này. Bát là bánh bò trung bông tép phít. Thì cửa hàng em thắng đương bán với cái giá nhà 21.600.000. Và tiếp theo đến con âm ly Vixer 500TX cũng hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết. Thì cửa hàng em thắng đương bán cái giá là 31.800.000. 31.800.000 các bác nhé. Và sau nữa đến con đầu CD Tech 25 trơn đến từ Nhật. Con đầu này thì cũng sở hữu bộ cơ VLDS, bộ cơ chống rung đấy các bác. Từ mặt mũi, mặt nhôm nguyên khối, màu gold, dây nguồn zin, khiển zin, mắt mũi đọc nhất tốt, bao zin cho các bác. Cửa hàng em thắng đương bán với cái giá nhà 20.500.000 riêng con đầu tết 25 trơn này. Và địa chỉ của em thắng thì ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại nhà 0904393488 và số điện thoại em thì luôn luôn cũng để trên màn hình. Và các bác nào ở gần thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng em thắng, các bác xem em sẽ test cho các bác nghe và em sẽ dở nội thất và ngoại thất cho các bác xem. Các bác nào ở xa thì cũng như thường lệ cứ kết bạn Zalo với em sẽ quay cận cảnh chi tiết hình ảnh em gửi cho các bác. Và sau đây thì em cũng tạm dừng luôn clip ở đây. Các bác nào mà xem được những cái video của em thắng thì nhấn ủng hộ cho em thắng một nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những món đồ nghe nhạc hay có những món đồ karaoke trong gia đình thì em lại quay để xin giới thiệu với các bác và phục vụ các bác là yêu âm thanh ca hát trên mọi miền tổ quốc. Và em cũng xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo.